bài ca tôi hát về những người thầm lặng. Bài ca tôi hát về người đem tri thức thông tin góp sức xây đời. Bài ca tôi hát về người mang cái chữ miệt mài gieo vào nhân thức, vào những tâm hồn vui con tim. Từ mang chữ cái đầu tiên cho bé học vỡ lòng, từ những lời dạy của mẹ trong ca dao tục ngữ, những con chữ gieo mầm trí tuệ, gieo thiền tâm lắng đọng hồn ta. Đời ta học sách mở ra một miền hiểu biết, đan sách cuộc đời mãi mãi tân thương, thư viện tình yêu của bài ca tôi hát về những người thầm lặng. Bài ca tôi hát về người đem tri thức thông tin góp sức xây đời. Bài ca tôi hát về người mang cái chữ miệt mài gieo vào nhân thức, vào những tâm hồn hối ước con tim. Chữ cái đầu tiên cho bé học vỡ lòng, từ những lời dạy của mẹ trong ca dao tục ngữ, những con chữ gieo mầm trí tuệ, gieo thiền tâm lắng đọng hồn ta. Đời ta học sách mở